Đây là một vụ án được phát hiện vào năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm gia đình, trong lúc đang ngủ say, anh T 40 tuổi đã bị vợ dùng kéo cắt đứt lìa cổ quý. Sau khi bị cắt, anh T được chính vợ mình chị H đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Giấy. Cụ thể, trong quá trình sinh sống vợ chồng, anh T thường xuyên nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, trong khi chị H vừa mới sinh con nhỏ, một mình trong nhà không ai phụ giúp. Trong một lần vì quá mệt mỏi nên vợ anh T đã gọi điện kêu anh T về phụ giúp. Lúc này anh T đang đi nhậu bên ngoài, vừa về tới anh T liền lao vào đánh đập, la mắng chị H. Bực tức, uất hận lên đến đỉnh điểm, tối cùng ngày, canh chồng đã ngủ say, chị H mang theo hung khí vào phòng. Sau một hồi suy nghĩ, chị H hít một hơi thật sâu rồi điên cuồng đưa kéo xuống cắt cổ quý của chồng. Anh T bật dậy la thất thanh, rồi ôm nửa thân dưới quằn quại. Chị H trên tay cầm cây kéo đứng cười man dợ. Lúc nhập viện Chợ Giấy, bệnh nhân đã mất khá nhiều máu. Phần cổ quý bị đứt lìa cũng đã được bảo quản và gửi kèm theo. May mắn sau đó là ca phẫu thuật đã diễn ra thành công và cổ quý của anh T đã được hồi phục. Vụ án trên là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Tức nước thì sẽ vỡ bờ. Hãy tôn trọng người khác như tôn trọng chính bản thân mình. Đừng để những điều đáng tiếc xảy ra rồi hối hận muộn màng.